ngài tập quay, bảy ngày chẳng thị phi, bảy ngày chuyên niệm Phật, việc từ tham sân si. Bảy ngày gác gia duyên, bảy ngày tập tinh chuyên, bảy ngày tu an là cầu đăng thân hoa sen. Hôm nay vào Phật thất. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa, chư tôn thiền đức tăng tại trú xứ chùa Hoằng Pháp, huyện Hóc Môn. Kính bạch chư tôn thiền đức trong ban tổ chức, xin cho chúng con đảnh lễ tri ân chư tôn đức đã tạo điều kiện cho chúng con có được ngày hôm nay để trao đổi những kiến thức tu học của mình đến với toàn thể quý Phật tử trong khóa tu Phật thất. Chúng con thắp nén tâm hương cầu nguyện mười phương chư Phật gia hộ chư tôn đức pháp thể khinh an, chúng sanh dị độ. Lèo lái con thuyền chánh pháp, thắp sáng ngọn đèn chân lý, giải thoát khắp chúng sinh và hiện tiền đạo tràng của chúng con. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Xin cho Thiện Xuân gửi lời chúc sức khỏe, thân thường an, tâm thường lạc và mỗi niệm thường an trú trong cảnh giới an vui đến với toàn thể quý Phật tử hiện diện. Nam mô A Di Đà Phật. Buổi sáng quý Phật tử có khỏe không? Khỏe thì quý Phật tử cười lên cái coi. Rồi. Như vậy ta cho nhau nụ cười. Để chúng ta luôn luôn nhớ lại được rằng thế gian, từ thế gian ta dẫn đến xuất thế gian. Thế gian ông bà ta có câu: cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy đã cho ta ngày nữa để yêu thương. Mà sáng mình nở nụ cười mới yêu thương được. Còn quý Phật tử nhăn mặt có yêu thương không? Như vậy là sáng mai thức dậy ta cho nhau nụ cười phải không nè? Rồi bây giờ ta cho nhau nụ cười rồi ha. Bữa nay quý Phật tử khỏe rồi. Bây giờ á, quý Phật tử hồi nãy mình niệm Phật cầu gia bị là mình niệm 3 tiếng Nam Mô Bổn Sư phải không? Bây giờ mình niệm 3 lần Nam Mô A Di Đà Phật đi ha. Bắt đầu mình vào trong cái chuyên đề của mình. Bây giờ cho Thiện Xuân gieo duyên với quý Phật tử bằng 3 câu niệm Phật. Thiện Xuân niệm 3 câu, quý Phật tử niệm 3 câu là mình bắt đầu vào buổi giảng nha. Nam Mô A Di Đà Phật. 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 Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Được quý Phật tử tiếp cho một cái câu niệm Phật, Thiện Xuân nghe như ấm lại, bớt rung. Hôm nay Thiện Xuân có một cái chủ đề muốn tâm sự quý Phật tử trong cái lộ trình tu học giải thoát của mình. Đó là chủ đề so sánh tướng, dụng và thể của chúng sinh. Mà như quý Phật tử đã biết á, mọi chúng ta ai cũng có hình tướng hết đúng không? Tất cả sự vật hiện tượng đều có hình tướng. Ở đây là tướng cái ly, đây là tướng cái khăn, đây là tướng bình hoa, đây là tướng micro, và đây là tướng của chúng tôi. Ở dưới là tướng quý Phật tử. Đây là tướng của Thượng Tọa Phó Ban Tổ chức chứng minh. Như vậy, tất cả chúng ta sự vật hiện tượng đều có hình tướng. Mỗi hình tướng như vậy sẽ thể hiện ra cái dụng riêng, cái dụng riêng của tướng. Ở đây ly nước có một cái khoảng trống bên trong gọi là cái ly, thì cái tướng của cái ly sẽ có đựng nước, mà đựng ở trong á, thì đựng nước trắng nè, có thể đựng nước đỏ không?
đựng nước màu đỏ nè, đựng nước màu đen nè, nó có thể đựng những cái chất tốt cho cơ thể nè, nó có thể đựng những chất xấu cho cơ thể nè, đúng không? Này mà cỡ như mà đựng rượu á, uống là xỉn liền. Này mà cỡ mà đựng thuốc độc á, uống là đai liền. Như vậy ở trong đây đựng cái gì thì chúng ta biết là tướng thì phải có dụng, nhưng mà cái dụng của nó như thế nào thì chưa biết. Chúng ta tu là tu với cái dụng đó đó. Ở đây nói như vậy để quý Phật tử có một cái khái niệm là tướng dụng trước, phải không? Tướng thì có hình tướng khác nhau, phải không? Tướng này á, thì tướng hoa cho nên nó đẹp, phải không? Và tướng này, tướng khăn là dùng để cho sạch. Như vậy cái tướng của nó là có cái dụng riêng của nó. Tướng con người thì có tiếng nói của con người, còn tiếng con vật thì có tiếng kêu của con vật, phải không? Như vậy thì do cái tướng vậy mà nó có cái dụng tương ứng với nó, phải không nè? Vậy thì trong đạo Phật, quý thầy dùng tướng dụng để làm gì? Thầy nói tướng dụng để làm gì? Để chúng ta thông qua tướng chúng ta mà ta tu tập. Chúng tôi chỉ mong có nhiêu đó thôi. Trong cuộc đời chúng ta là vậy đó. Chúng ta thông qua hình tướng mà chúng ta biết cái dụng để chúng ta tu tập, để chúng ta trở về với cái thể thanh tịnh của chúng sinh. Vậy thể là gì? Thể là tất cả chúng sinh đều có Phật tánh. Cái đó là thể của chúng sinh. Vì hiểu chứ nè. Quý vị có ai mà nói là con tu mà con không thể thành Phật không? Có ai nói vậy không? Bởi vì chúng ta luôn luôn tin rằng Đức Phật dạy rằng tất cả chúng sinh đều có Phật tánh, đúng không? Tất cả chúng sinh đều có Phật tánh. Như vậy thì chúng sinh nào cũng có Phật tánh, thì làm gì mà chúng ta không có Phật tánh? Làm gì mà chúng ta tu không thể thành Phật? Như vậy ta tu là trở về với Phật tánh thanh tịnh sáng suốt của mình. Như vậy làm sao để trở về? Đây là gọi là cái dụng. Thông qua cái tướng này để có cái dụng. Bây giờ chúng ta so sánh phân biệt tướng nha. Như vậy quý vị hiểu được tướng rồi, vì hiểu được dụng rồi, hiểu được thể rồi. Bây giờ chúng ta bắt đầu so sánh phân tích để chúng ta tu tập. Bây giờ cái tướng nè, quý vị thấy tướng địa ngục không? Thấy chưa? Ở đây có ai thấy tướng địa ngục chưa? Tướng đó làm sao? Hả? Tướng đó lửa không? Phải không? Cái tướng địa ngục là cái tướng chúng sinh đang ngồi trên hầm lửa, đang ôm cột đồng cháy đỏ. Mà tướng đó là tướng sân hận của quý Phật tử, tướng sân hận của chính mỗi chúng ta. Vậy thì chúng ta có ai mà diệt trừ hết được cái tâm sân chưa nè? Ai diệt trừ hết rồi đưa tay lên thầy coi thử coi. Vỗ tay, có mấy người đưa tay lên vỗ tay tán thán. Diệt trừ được cái tâm sân là chứng được A-la-hán rồi đó. Mà bây giờ A-la-hán với Bồ-Tát còn ngồi đây, có nghĩa là đang trên đường đến A-la-hán. Tại vì cái tâm sân của mình á, mà nó nổi lên á, là lấy cái kiến soi liền là thấy được mình ở cái tướng địa ngục. Nha. Quý vị nhớ nha, mỗi lần mà tâm mình sân hận nóng lên, mặt mày đỏ ké, hoặc là có người sân hận lên mặt tái mét là biết rồi, tướng địa ngục. Mà cái tướng địa ngục thì nó có cái dụng địa ngục là đau khổ lắm. Sân nó đau khổ không quý vị? Nó bức bách, nó đốt cháy mình. Do vậy mà nhớ nha, mai mốt mà thấy cái tướng mình như vậy, nói rằng trời ơi, tự nhiên mình có cái tướng địa ngục. Như vậy là ra liền. Nó ra, đừng có để.